chị Thanh Mai và chị Mỹ Dung. Thì em tổng kết lại toàn bộ bí quyết hôm nay của nhà mình, em có ghi vào đây. Thứ nhất đấy là mình xây chân dọc này, xây hai chân và thúc đẩy từ dưới lên. Đây là bí quyết gọi là bất hủ của thành công xây chân rồi. Tất cả các bảo trợ nhà mình đã mất bao nhiêu thời gian để đúc kết, nhà mình chỉ ứng dụng thôi. Và trong cái việc thúc đẩy từ dưới lên này thì nhất định là phải tập trung xây tối thiểu một cái chân chín mới ở dưới, là chia mục tiêu giống như bảo trợ hướng dẫn ở trên rồi. Thứ hai đó là cái việc gọi điện để đánh thức ước mơ. Thì mình chia nhỏ ra theo cái chân dọc đấy là ai về mục tiêu nào, giống như bảo trợ đại lý có chia sẻ đấy. Tức là mình sẽ truyền động lực cho người ta để làm sao người ta cảm thấy là cái mục tiêu 9, 12, 15, 18 của người ta nó cũng giống như cái mục tiêu 21 của mình, phải khao khát như vậy. Đấy, tức là đánh thức ước mơ của người khác. 6 bước đánh thức ước mơ của bảo trợ đăng yên nhá. Em không cần phải nhắc lại cái này. Rồi, tiếp theo đó là mình vẽ một cái sơ đồ tự mình, gọi là giống như Giang nói là lên kế hoạch cho chính mình, giống như cái bài tập 2 của ngày hôm nay đấy, nhà mình tự viết ra. Và cái này không phải là chỉ một lần đâu, mà thường xuyên. Có thể là mình viết kế hoạch rồi, nhưng mà hôm nay mình quan sát này, thống kê cái doanh số và số người, số VIP không tăng, ngày mai mình có thể lại viết lại tiếp. Tại vì qua đi một ngày hôm nay thì nó chỉ còn lại, ví dụ đang còn 20 ngày thì nó chỉ còn 19 ngày, nghĩa là không tăng là số VIP của mình hay là số người của mình lại phải cộng dồn ở những ngày sau. Nên là gần như buổi tối cứ trước khi đi ngủ lại phải vẽ lại mục tiêu của ngày hôm sau và nhìn lại cái chặng đường tiếp theo, tức là nhìn nhận lại mục tiêu mỗi một ngày luôn. Thậm chí như Giang nói là cứ bất cứ khi nào bế tắc, khi nào cảm thấy gọi là mông lung mà không biết phải làm gì, lại vẽ nhóm, lại nhìn vào giải pháp, lại nhìn vào những cái số VIP hoặc nhìn vào cái bảng thống kê doanh số đấy em như thế nào, rồi vẽ, rồi là xem là trong cái danh sách người đấy còn ai mình chưa lên không. Đó, tức là phải bám sát từng giây từng phút, gọi là chịu trách nhiệm 100% về cái mục tiêu 21 này. Chứ mục tiêu 21 này không phải của bảo trợ, mà cũng chẳng phải của downline của mình đâu, mà của chính mình, thường xuyên bám sát. Và giả sử không đạt mục tiêu thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chắc chắn đấy là 100% của mình rồi, nên cũng không có trách được ai, không có đổ lỗi cho ai cả. Tất cả downline, bảo trợ và lai ngang và mọi người đều là cố vấn thành công giúp cho mình đạt được thành công của mình thôi. Nên là mình phải tuyệt đối phải biết là nguyên tắc số 1, ai mới là người quan trọng nhất? Chính mình phải chịu trách nhiệm, đi trên đôi chân của chính mình. Đó, và luôn luôn truyền cảm hứng cho bảo trợ. Giống như cách mà chị Hoa Đoàn và rất nhiều anh chị em xuất sắc, là người ta cứ hàng ngày, bất kể nắng mưa, bất kể hôm nào, sớm muộn gì cũng gửi, ít nhất là gửi một cái báo cáo hoặc gửi một cái ảnh áp doanh số thôi. Tăng hay không tăng thì cũng bảo là hôm nay tăng hoặc hôm nay không tăng, hoặc là nếu có thời gian thì gửi cái sơ đồ nhóm sang cho bảo trợ. Thì đấy cũng là một cách mà nhiều khi bảo trợ bận không xem được, nhưng ngay hôm sau có thể xem ngay lập tức. Bảo trợ có rất nhiều nhóm để làm việc, nhưng không thể nào bỏ qua nhóm của mình, bởi vì một cái người downline mà ngày nào cũng chân thành gửi như vậy thì cũng đến sẽ bảo trợ sẽ chắc chắn là sẽ phải chăn trở và nghĩ giải pháp cùng với mình. Đấy, thì một cái mà mình một khi là mình cứ khao khát thôi, mình cứ tập trung vào mục tiêu và mọi nguồn lực vũ trụ cũng sẽ giúp mình. Hay quá. Rồi cái tiếp theo đó là làm bằng cái cuối cùng làm của bằng Hà tình yêu và đam mê. Cái cuối cùng của Hà là rất quan trọng. Đó, người ta gọi là sử dụng trí tuệ của người bảo trợ, sử dụng trí tuệ của người có kinh nghiệm. Chúng ta bỏ qua bước đấy. Hôm nay đọc một cuốn sách, đó là một cái người muốn thành công, nhưng khi người ta thất bại nhiều lần, đôi khi người ta thu mình lại, người ta không tiếp tục học hỏi, đấy là một sự sai lầm. Và cho dù là hôm nay nhóm người ta không tăng thì họ vẫn báo cáo người bảo trợ. Cái sự chân thành, cái sự nhiệt tâm của mình, cái sự tâm huyết, cái sự khao khát của mình, nói thật kể cả bảo trợ không giúp được thì vũ trụ cũng sẽ giúp mọi người. Cứ đều đặn, rất là khao khát, rất là quan tâm nhóm, rất là yêu thích 21. Mọi người lưu ý cái cuối cùng của Hà vừa nói rất là quan trọng. Ok, tiếp tục Hà. Tuyệt vời quá bảo trợ. Em thấy chính xác là như vậy luôn ấy. Chị Hoa cũng làm y như vậy luôn. Có những ngày phải có thể nói là 3-4 ngày không tăng luôn. 3-4 ngày không tăng, bảo trợ rất bận, thậm chí không có thời gian trả lời. Nhưng có thể nhiều người như vậy là sẽ lại nghĩ tiêu cực về bảo trợ, chắc là không quan tâm, không giúp đỡ gì mình. Nhưng thật ra nếu như người nào mà hiểu sẽ biết là bảo trợ còn đang rất nhiều việc, có thể đang bận, và những cái việc đấy nó còn quan trọng hơn cả việc của mình. Nên là không sao cả, việc của bảo trợ cứ làm. Còn việc của mình là mình cập nhật, mình chia sẻ, mình tổng kết mỗi một ngày, thì đằng nào mất một câu mình tổng kết cứ gửi cho bảo trợ đi, rồi mọi thứ giải pháp nó sẽ đến. Và đúng là làm như vậy, tức là mình cứ chân thành với cái mục tiêu của mình theo đuổi, và mình cứ hết mình với nó, thì tất cả mọi người sẽ cảm nhận được, bảo trợ hay là vũ trụ hay là tất cả mọi người xung quanh.
Rồi nhà mình có một cái vui vui mà ngày trước bảo trợ Đăng Linh hướng dẫn là em cũng làm đấy. Đấy, em quên là ai cũng nên làm đấy, là viết dày một cái mặt sổ và thậm chí là vài mặt đi về cái chữ là yêu 21 hoặc yêu con số 10.000, hoặc là viết to đùng cái cam kết là mình sẽ về về mục tiêu ngày bao nhiêu. Rồi cái bảng doanh số mình dán lên trước mặt luôn. Cái bảng doanh số đấy là một cái trục số, nó sẽ là điền mỗi một ngày kết thúc điền vào đấy thì nó sẽ thúc giục mình ngay ở trước mặt đấy. Và kể cả cái bảng mà yêu 21 cũng vậy, cứ thường như vậy để nó phải gieo vào trong tiềm thức của mình, bữa ăn giấc ngủ lúc nào giống như là Giang nói ấy, 2 giờ dậy phải nghĩ rằng, tức là khi nào mình phải khao khát, nó phải gắn liền vào trong cái con người của mình, thao thức để ngủ được ấy, thì đấy mới là lúc mà mình xác định luôn là mình làm toàn bộ bằng cái tình yêu, bằng đam mê, bằng con người tiềm thức của mình. Còn mình vẫn ăn ngon ngủ tốt, kết quả kinh doanh không tăng, rồi là chẳng đi hỏi ai, rồi giống như bảo trợ nói là thu mình lại thì không thể thành công được. Đấy, cả nhà mình phải thấy như vậy, cái khao khát nó phải mạnh mẽ như vậy. Thậm chí như bảo trợ Đăng Linh nói là không về 21 thì tháng này nhịn ăn. Mình phải đưa ra những cái mà nó phải, nhiều khi nó phải như vậy, quyết liệt như vậy. Cam kết như vậy. Ok, rồi cảm ơn Bùi Hà. Và đó Ok. là vài những lời chia sẻ đến từ những chuyên gia tuyệt vời. Yên sẽ tổng kết lại một số thứ cần nhớ anh chị ạ. Và số anh chị muốn muốn được có thêm những điều tuyệt vời hơn nữa, những cái sức mạnh bên trong con người mình để mình trở thành một con người vĩ đại hơn, thông minh hơn và có những giải pháp làm việc nó hiệu quả hơn nữa, thì hay là chúng ta lắng nghe một điều cuối cùng. Ok, điều đầu tiên Yên khuyên anh chị như này: thành công là thói quen và thất bại cũng là thói quen. Cho nên nếu chúng ta muốn lên 21 mà chúng ta không quyết liệt, nếu chúng ta không quyết tâm, mặc dù giải pháp luôn có thể nó sẽ xuất hiện vào ngày mai hoặc ngày kia hoặc ngày mùng 10 hoặc ngày 15. Yên không biết chính xác ngày nào là ngày mà anh chị sẽ được chạm vào một cái bí quyết mà chính anh chị khám phá ra để lên 21. Nhưng anh chị hãy nhớ là nếu như anh chị bỏ cuộc, nếu anh chị không lên thì nó thành thói quen. Thói quen trước tiên là thói quen trong cuộc đời anh chị. Chúng ta là người thất bại một lần. Chưa hết đâu. Anh chị sẽ sao chép thói quen này cho nhóm anh chị sau này luôn là những người đặt mục tiêu 21 rồi lại thất bại, đặt mục tiêu 21 rồi lại thất bại, đặt mục tiêu 21 rồi lại thất bại. Đồng ý, có những người sau sự thất bại sẽ rút ra bài học để tốt hơn, nhưng nhìn chung mọi thứ nó có tính thói quen. Nếu chúng ta đã từng thất bại một lần, chúng ta có xu hướng lặp lại thất bại đấy cho mình và nó còn nhân trong hệ thống của mình. Vì thế em chia sẻ anh chị, em cảnh giác bảo anh chị này. Anh chị chắc chắn có giải pháp, chỉ cần có một niềm tin quả quyết là tôi sẽ lên. Tôi không biết ló bằng lên một cách nào nhưng chắc chắn tôi sẽ lên. Đừng bao giờ cho tâm trí của mình: ôi tôi không nghĩ ra được, thôi tháng sau lên cũng được. Dù sao nhà mình vẫn còn tiền, dù sao mình vẫn còn giàu, lên hay không không quan trọng. Thì cái sự thiếu tâm huyết, cái sự thiếu nhiệt tình đấy nó thành thói quen trong cuộc đời. Đấy chưa? Cái sự an nhiên trong tâm hồn này, muốn lên 21 nó khao khát lên 21, cái mong ước lên 21 nó khác với việc là anh chị áp lực mình lên. Đây là một cái sẽ tốt đẹp hơn trong cuộc đời của mình, chứ không phải là nghĩ đến những cái hèn cái bẩn, là ôm hàng, là lừa dối đau lai, là xui khiến đau lai bán hàng để rồi mình lên 21. Không phải, không bao giờ làm như vậy anh chị ạ. Mà luôn luôn có giải pháp lên 21 bằng hệ thống kinh doanh, bằng một hệ thống bền vững. Mà tháng này lên 21, tháng này lên 21, tháng sau lại lên được 15.000 PP, thậm chí 20.000 PP. Chắc chắn anh chị sẽ nghĩ ra, chắc chắn anh chị sẽ chạm đúng những người người ta, giống như chị Mai đấy. Nhờ cái khao khát đó, chị Mai đã tìm ra được chị Huyền, đúng không ạ? Và chúng ta biết chị Huyền rất là yêu Warrack luôn. Biết đâu ngày mai chúng ta sẽ gặp được một người như vậy. Cho nên chị muốn cảnh báo anh chị là mọi thứ trong cuộc đời nó có tính thói quen. Chúng ta quyết định lên thì hãy lên thực sự. Đừng đầu hàng nó. Bởi vì chúng ta đầu hàng là chúng ta sẽ nhân sự nào đầu hàng đó cho đến hệ thống của mình. Chúng ta sẽ sao chép, bởi vì chính Yên đã từng trải qua điều này anh chị ạ. Chính Yên đã từng trải qua điều này. Sự yếu đuối, sự không quyết tâm của mình sẽ sao chép ra hệ thống của mình toàn những người yếu đuối. Thì đấy là bài học đầu tiên. Bài học số 2 anh chị. Bài học số 2 đó là bài học về cái hệ thống chiều rộng và giúp đỡ cái người làm cốt dưới cùng. Cam kết giúp người ta lên 9 bằng việc tôi sẽ giúp bạn xây một nhóm 6, bạn xây nhóm còn lại 6%. Thế thôi. Mà đặt mục tiêu là chúng ta xây họ 1 trên 6, họ phải xây 1 trên 6 nữa nhé. Doanh số cá nhân gạt sang một bên. Giả sử doanh số cá nhân của họ 300 PP, chúng ta 6, họ 6. Như vậy tổng là 1.200 cộng với cá nhân họ 300 là họ 1.500. Tức là mục tiêu của họ, họ điều họ muốn. Được chưa? Họ đạt được gấp đôi chỉ bằng cách họ cố gắng một nửa, đúng không? Chúng ta giúp họ một nửa. Tương tự như vậy, cứ thế chúng ta phải vẽ mục tiêu cho tất cả những người nòng cốt bên trên. Thì đấy là bài học số 2 anh chị nhé.
Bài học số 1 là về mặt đại học về tâm trí của mình nó rất là rõ ràng. Bài học số 2 là bài học về lòng cốt. Đấy, thì mục tiêu của tất cả lòng cốt cần được chúng ta thỏa thuận với nhau. Hãy gọi điện cho từ người dưới cùng trước. Cam kết chỉ cần tâm trí họ muốn. Và đừng có để cho họ cảm thấy sợ hãi và mọi thứ rất là dễ dàng. Hãy cứ muốn đi rồi thành công nó sẽ đến. Được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta sẽ có mục tiêu cho cả 5 người lòng cốt mọi người nhé. 5 người lòng cốt. Còn không có 5 người lòng cốt thì bịa ra 5 người lòng cốt cũng được. Người mới vào, cậu rất là tiềm năng, cậu rất là thông minh, tớ nhìn thấy cậu là lòng cốt, tớ quyết định cho cậu là lòng cốt, phong cho cậu làm lòng cốt cũng được. Đấy, đấy cũng là cái cách để người ta thành công đấy. Gắn cho người ta làm lòng cốt. Đấy. Có những người nói thật anh chị là 1 tháng lên được 21, yên làm 1 tháng lên 21 đúng theo công thức đấy. Nói thật em gọi là yên tuyển một phát 5 người, một trục giọng luôn. Và yên cứ thế là gan 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 lên 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 thế là lên. Chia sẻ rất chân thành. Gắn cho người ta mục tiêu. Đấy. Rồi tiếp. Bài học số 3. Bài số 3 là bài học rất quan trọng. Bài học này Yên cho rằng là một trong bài học mà có lẽ chính bản thân Yên gần đây mới phát hiện ra. Trước đây Yên chưa biết. Đó là bài học đánh thức cái ước mơ của người ta. Thì cái chìa khóa đấy chị mốt ấy. Anh chị cầm cùng một lúc xây dựng nhiều phương án nhé. Phương án thứ nhất là tâm trí rồi. Phương án thứ hai là xây dựng bộ khung lòng cốt đấy. Đã xong rồi nhé. Bây giờ đến một phương án nữa cũng rất quan trọng. Đó là cần có 10 người tiềm năng thạo tuyển. Cần có 10 người tiềm năng thạo tuyển. Đấy, tùy có thể là dẫn ứng viên hay gì đó. Tóm lại là thạo có thể xây dựng được cái việc tuyển dụng. Đấy. Thế anh chị chỉ cần là liệt kê xem nhóm mình có 10 người chưa. Hiện nay có 7 người rồi, thêm 3 người nữa thôi. Đánh thức cái nhóm người còn lơ mơ, đánh thức nhóm người mới để người ta yêu công việc này. Là như vậy anh chị chỉ cần có 10 người. 10 người thạo tuyển trước ngày 15 là lên 21. Vì sao em nói vậy? Nào. Theo mọi người tại sao là khoảng 10 người thạo tuyển là chúng ta lên 21? Mọi người đoán được không? Bởi vì trung bình mỗi một người thạo tuyển anh ta sẽ tuyển được từ 3 cho đến khoảng độ 7 người rất là dễ dàng. 3 đến 7 người, mỗi người trung bình từ 1 đến 200 PP. Như vậy trung bình mỗi một người này sẽ tạo ra một doanh số xấp xỉ cứ gọi là 600 PP đi. Gọi là 6%. Thì chúng ta có 10 người tiềm năng, tức là 10 người nhân với 6.000 là thành 6.000 PP. Vậy ngày hôm nay 4.000 hoàn toàn có thể tăng thêm 6.000 nữa. Đúng không ạ? Công thức này ngày xưa Kim Hạnh làm một phát lên 21 luôn. Yên nhớ đó là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2015 Kim Hạnh hỏi Yên. Anh ơi em đang 2.300 làm sao lên 21? Yên nói rằng em chỉ làm đúng công thức này tăng lên. Đây là công thức rất kỳ diệu. Tất nhiên phải cùng một lúc thực hiện vài công thức anh chị nhé. Thực hiện vài công thức. Nhưng công thức này là công thức chúng ta kiểm soát được. Hiện nay có mấy người biết tuyển rồi, chúng ta ghi ra sổ. Chúng ta cần thêm mấy người thì ngày mai, ngày kia, ngày kia. Chúng ta nhanh chóng tập trung vào họ. Thế là xong. Đấy. Một công thức nữa cũng rất hay. Một công thức nữa cũng rất hay. Đó là công thức cuối cùng. Đó là trung bình. Anh chị lên kế hoạch cho mình. Dạy về sản phẩm và cách bán trên group chat. Trung bình mỗi một tuần các anh chị nên dạy khoảng độ 2 đến 3 buổi. Yên nghĩ là ví dụ thứ ba thứ năm chúng ta có những buổi về về Zoom rồi, chúng ta kết hợp thêm tối thứ hai, tối thứ tư, tối thứ sáu, bởi vì hàng ngày nhóm anh chị buổi tối là người ta có thể có thời gian và quan trọng là hàng ngày chúng ta đi tuyển những người mới, người ta rất cần được thêm những cái thông tin sản phẩm, những cái động lực anh chị làm việc. Anh chị soạn trước group chat thôi, nó rất là nhanh gọn, khoảng độ 15 20 phút. À, ví dụ như như Yên cũng vậy, Yên có một buổi họp nó chỉ khoảng 15 phút thôi. 15 phút. Đấy. Cứ khoảng 9 giờ 15 họp đến khoảng 9 rưỡi là xong, nhanh lắm, đơn giản. Sau đó chốt người ta mỗi hôm bán một sản phẩm, hôm nay bán chất sơ. Chắc chắn anh chị làm như vậy vừa gia tăng được niềm tin sản phẩm, vừa cái nhóm bán hàng của anh chị sẽ cuốn hút, nhất là những người mới. Người mới người ta gia nhập, người ta thấy thường xuyên được học được, có những cảm nhận. Bộ anh chị phải đi tìm những cảm nhận. Anh chị buộc phải đi sưu tầm những cái câu chuyện truyền cảm hứng cho mình, cái động lực làm việc. Làm như vậy chắc chắn là gia tăng. Đây là bí quyết mà ngày xưa Trang Phạm đã làm rất thành công. Một, bạn ấy nói là trung bình một tuần thì có khoảng 2 đến 3 buổi dạy về sản phẩm.